Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi về quê quý vị và các bạn. Tôi thấy cái cảnh ở phía sau, cái background đẹp quá, cho nên tôi quyết định tôi làm video Dân ta phải biết luật ta, để quý vị và các bạn có thể được chiêm ngắm một cái sự an bình của vùng quê cùng với sự hướng dẫn của luật sư trong cái chương trình pháp luật, để mà chúng ta hiểu biết thêm. Thưa quý vị và các bạn, cái slogan của cái tựa đề là gửi tiền về em gái còn độc thân, nay em gái có gia đình đòi lại, chồng bảo tài sản chung. Nan giải ha quý vị và các bạn. Ngộ ghê á, chị em ruột của người ta. Bây giờ hồi đó đứng tên giùm, tiền là tiền của chị gái đó, bây giờ gửi về thì lại cho đây là tài sản chung vợ chồng. Mệt mỏi. Nếu như trong trường hợp mà cơm lành canh ngọt, chứ tôi không sử dụng cái từ là cơm không lành canh không ngọt nữa, mà tôi gọi là cơm lành mà canh ngọt, vợ chồng không có những cái xích mích trong hôn nhân, thì người chồng vẫn thừa nhận đây là tài sản của chị vợ đó, nhưng mà cơm đã không còn ngọt nữa, cơm nó không lành, canh nó đắng rồi, thì trở lại vấn đề quy định pháp luật như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, thật không khó để nói về xã hội Việt Nam hiện nay, cái việc ly hôn nó đã đến tình trạng báo động. Tôi có một cái chị, năm nay chị cũng 50 tuổi rồi, chị bảo với tôi rằng là khi mà tôi còn độc thân đó, thì chị gái tôi gửi tiền về, và khi mà chị gái tôi gửi tiền về, nó ngặt một nỗi rằng là khi mà chị gái gửi tiền về thì mua cái phần đất, mua nhiều lắm, có phần đất thì trong thời kỳ hôn nhân, có phần đất thì trước thời kỳ hôn nhân, cho nên bây giờ rất là khó luật sư ạ. Ông chồng của chị đã đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi đi về chia tài sản. Thực ra thì chị có kể cho tôi nghe rằng là không hẳn là tiền của người chị gái gửi về, mà có cả tiền cho hai vợ chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân nữa. Và tôi đã giúp chị là nguyên đơn khởi kiện đến tòa. Tôi còn nhớ rất rõ quý vị và các bạn ạ. Tôi còn nhớ rất rõ là tổng cộng, anh chị có tổng cộng là 7 loại tài sản. 5 loại tài sản thì đứng tên chị, còn 2 loại tài sản thì đứng tên anh, còn một vài tài sản thì mua đất mua đai chưa đứng tên. Thì trong cái quá trình quý vị và các bạn ly hôn và chia tài sản chung vợ chồng, thì phía bên luật sư đồng nghiệp cũng, phía bên anh chồng là anh yêu cầu chia tất tần tật hết tất cả, chia đôi. Trong cái quá trình lấy lời khai thì một cái câu hỏi nhỏ thôi, trong cái quá trình hòa giải, một cái câu hỏi nhỏ được đặt ra: thế tại sao anh cho rằng toàn bộ tài sản này, 7 loại tài sản bất động sản này là của anh, tại sao anh lại vay ngân hàng? Dĩ nhiên tôi không nói đến cái việc là hiện tại muốn đầu tư thì phải vay ngân hàng, nhưng chỉ vay với số tiền quý vị và các bạn biết bao nhiêu không? 20 triệu mà phải trả hàng tháng. Tôi không nói là cái việc vay ngân hàng để mình đầu tư, mình mua miếng đất khác, mình mua cái nhà khác, nhưng đây là tiền vay để sinh hoạt thì anh không trả lời được. Và thế rằng là thưa quý vị và các bạn, kéo nhau ra ngoài sân tòa để hòa giải. Hai tài sản chung vợ chồng thì có một loại tài sản là quyền sử dụng đất. Đất
nói chung đất là của mẹ anh cho, còn cái nhà trên đất là tài sản chung vợ chồng. Một cái cuộc thương lượng khó lắm quý vị và các bạn. Tôi bảo rằng là anh tin không? Cái chị nước ngoài gửi về có tiền, có chứng từ đàng hoàng. Tôi đã trích lục sao kê ở Sa Cơm Băng. Ngắn lắm quý vị và các bạn. Vào từ năm 2004 con đó. Vào từ năm 2008 con đó. Anh tin không? Để mua được cái miếng đất số 1 đứng tên một mình chị đó, là chị vừa hợp pháp 100 đồng mua miếng đất đó 100 đồng. Chủ sở hữu của cái miếng đất đó, cái người bán họ xác nhận tôi đi bằng con đường đó đó. Miếng đất thứ hai tôi vẫn chứng minh, miếng đất thứ ba tôi vẫn chứng minh mà như vậy. Thôi thì bây giờ như thế này, chị đương sự của tôi mà là vợ anh ly hôn, nhưng anh nhá, chị nhường lại cái tài sản là cái công sức mồ hôi của chị tạo lập, là cái nhà trên đất đó. Đất của ba mẹ ruột của anh chị cũng không dành. Thưa quý vị và các bạn, một cái cuộc hòa giải thành công mà không phải mất những cái chi phí. Nhưng thưa quý vị và các bạn, không phải một cái cuộc hòa giải nào cũng thành công như vậy. Trở lại vấn đề, tôi muốn nói quý vị và các bạn, gửi tiền về nhờ đứng tên giùm lúc còn độc thân, nay lập gia đình, chồng có yêu cầu chia tài sản chung. Trong cái video lần trước tôi cũng đã giới thiệu quý vị và các bạn rồi. Để muốn đồng tiền của người nước ngoài gửi về, chúng ta phải có được những cái chứng cứ. Chứng cứ là gì? Chứng cứ là một cái cơ sở để tòa án phán quyết rằng theo cái chứng cứ của người nước ngoài, nguồn gốc tiền, nguồn gốc tạo lập. Một cái sự thỏa thuận để mua nhà, mua đất ở Việt Nam. Hiện tại pháp luật cũng còn rất khó khăn trong cái việc mua tài sản ở Việt Nam do người nước ngoài đứng tên trên giấy tờ nhà đất. Thứ hai nữa, đó là chúng ta sẽ xác lập tài sản nào là tài sản chung vợ chồng, tài sản nào là tài sản riêng vợ chồng. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề luật một chút xíu. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì luật hôn nhân và gia đình của chúng ta có 4 cái luật hôn nhân và gia đình. Vào năm 1959, ở cái lứa tuổi ba tôi, mẹ tôi đó, thì luật hôn nhân và gia đình năm 59 thừa nhận hôn nhân hợp pháp là hôn nhân nếu như trong trường hợp người nam ở đi tập kết ở ngoài miền Bắc có thêm một vợ, thì pháp luật tại thời điểm đó vẫn công nhận họ là vợ chồng. Và quý vị và các bạn biết không, nếu trong trường hợp công nhận họ là vợ chồng thì những cái chế định là về nhân thân, về tài sản thì chia đều cho tất cả cái hàng thừa kế. Cái vấn đề thứ hai đó là luật hôn nhân và gia đình năm 86. Luật hôn nhân và gia đình năm 86 cho rằng nếu vợ và chồng không đăng ký kết hôn, tuy nhiên vẫn có con trước cái ngày 3 tháng 1 năm 86, năm 87, ngày mà luật hôn nhân và gia đình có hiệu lực đó quý vị và các bạn, thì họ không đăng ký kết hôn thì pháp luật vẫn công nhận họ là vợ, là chồng. Và dĩ nhiên cái chế định về tài sản sẽ giống như cái chế định về tài sản năm 1959. Còn trong cái trường hợp của cái chị khách hàng của tôi, chị mà đứng tên giùm cho người nước ngoài đó, thì chị và anh kết hôn và theo luật hôn nhân và gia đình, chị kết hôn tại thời điểm năm 2001. Thì luật hôn nhân và gia đình năm 2001 cho rằng là gì? Có một điều cơ bản lắm quý vị. Tài sản được thừa kế riêng, tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân
là tài sản riêng của người nào, là tài sản riêng của người đó. Vậy thì nếu trong trường hợp cái chị đứng tên giùm cho người nhà của mình, chị chứng minh rằng là thưa tòa, mặc dù trong thời kỳ hôn nhân chúng tôi có cái tài sản chung là nhà và đất đây, tuy nhiên rằng tôi vẫn có cái tài sản riêng do tôi đứng tên giùm của cái người nước ngoài thôi, thì tôi đứng tên giùm thì đây là tài sản riêng của tôi, không có công đóng góp, không có công sức tạo lập của người chồng hiện tại. Tuyệt vời quá không quý vị và các bạn? Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là luật hôn nhân gia đình năm 2014 mở rộng ra thêm vấn đề tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân trên nguyên tắc là của chung vợ chồng, nhưng nếu trong một bên nào chứng minh đây là được tài sản được hình thành từ cái tài sản riêng của tôi mà không thể không dùng vào sinh hoạt. Ví dụ như bây giờ trước đây tôi cũng có một cái công ty, thì cái công ty này tôi khoán gọn cho người ta, và tôi hiện tại thì tôi vẫn làm một cái nghề luật sư thu nhập chẳng hạn. Thì sau khi mà chia tài sản thì cái việc tài sản riêng của nó sẽ không được nhập vào tài sản chung. Nói cái chuyện tài sản chung, tài sản riêng vợ chồng nhiều vấn đề để nói lắm quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái câu chuyện này thì tôi cũng muốn quý vị và các bạn hiểu thêm được về những cái quy định của pháp luật về việc người nước ngoài gửi tiền về cho người Việt Nam đứng tên giùm, và không may mắn rằng cái người Việt Nam có, người ta không có lật kèo, chị em ruột mình không lật kèo, tuy nhiên rằng cái người còn lại họ đã lật kèo bằng, họ cho rằng đây là tài sản của họ được tạo lập, thì vất vả và vô cùng cực khổ, phải không quý vị và các bạn? Thông qua cái câu chuyện này, luật sư Thu Đoàn muốn gửi đến quý vị và các bạn những cái kiến thức pháp luật đối với những Việt kiều ở nước ngoài, để chúng ta biết được những cái uyển chuyển, chúng ta đầu tư đúng kênh, đúng chỗ, không mất đi tình cảm gia đình, phải hiểu pháp luật, sau đó mới vận dụng được pháp luật.